cung đường ven biển Ninh Thuận. Vâng, hello, chào các bạn. Đây là video phần 2 của cái chuyến đi Cam Ranh chơi của chúng tôi các bạn ơi. Đó, đây là cái map. Tôi dùng cái app Rely đó để ghi lại cái lộ trình mà mình đi cái cung đường Ninh Thuận ven biển tuyệt đẹp ấy. Đó, các bạn có thể xem video phần 1 nha. Video phần 1 tôi quay khá chi tiết về cái cung đường ven biển này. Vâng, bay Lycam này, quay cam 360 này, rồi GoPro đeo trước ngực ha. Đó, thì cái video phần 1 rất chi tiết về cái cung đường này, dài gần 100 km. Đó, đây là phần ở video trước tôi quên ghép cái lộ trình này vào, cho nên là phần 2 này tôi lắp nó vào đây để các bạn gợi nhớ lại cái hành trình của cái chặng 1, cái phần 1 đó. Đó, và tiếp theo đây sẽ là phần 2 các bạn nha. Wow, chúng tôi xuất phát từ 2:30 sáng ngày thứ bảy. Đó, tôi đang chạy bay đầu về đây thôi. Đó, và đi chơi cái cung đường này, dừng lại chơi bay lay cam khá là nhiều, cho nên là 12 giờ trưa mới tới Cam Ranh. Vâng, đây là thành phố Cam Ranh. Ok, hello anh nhé. Hello chị Hương, lên xe luôn Tuấn Anh. Anh em chơi những nhóm FPV Flycam á. Đó, nhà bà Tuấn Anh ở bên trái này. Chị Hương, tuyệt vời. Tuyệt vời các bạn ơi. Vâng, lúc đi thì tôi đi solo một mình. Đó, bà lên đây thì có gặp nhóm anh em ở trên này, có hẹn ở trên này 5 người, 6 người, 5 xe. Đó, chúng tôi ăn cơm trưa ở nhà Tuấn Anh ở đây, nghỉ trưa. Và 3 giờ chiều, sau khi nghỉ trưa, ngủ trưa xong, ăn uống xong buổi trưa thì chúng tôi tiếp tục hành trình đi ra biển. Đó, để tắm biển và cắm trại. Ok, đi ra biển các bạn ơi. Nghe đây. Vâng, đúng 4 giờ chiều thì chúng tôi xuất phát từ thành phố Cam Ranh này, đi ra tới biển thì tới nơi cắm trại thì khoảng độ khá xa, 30-40 km, tức là đi ngược lại cái cung đường ven biển tuyệt đẹp ban nãy đó. Đầu xe của VinFast các bạn ơi. Lúc 3 giờ thì các anh em có đi siêu thị mua mực, mua thịt ba gọi, cũng là mua đồ ăn đấy, mang theo để đi cắm trại, đi siêu thị mua đồ theo, những cái ăn cái gì, thức nướng cái gì thì mua mang theo, rau quả vân vân, và xuất phát đi. Vâng, đoạn này đường là khá vất vả và đi chung với đoàn đây các bạn trẻ. Vâng, đa số là các bạn trẻ chạy khá là nhanh, 90 của anh em và thông cảm. Đường vắng quá thì không có một bóng người luôn, cho nên là hơi tí tợn máu ấy xíu. Thì cũng đều 80. Đường này thì ngoài khu dân cư có lưng kính mình chạy 70 thôi, lướt một xíu ha. Đi theo đoàn thì đông vui, tôi có nói chuyện với nhau qua cảng đô, cái bộ tai nghe dành cho các em bay cơ đó, cảng đô nói chuyện và dẫn đường ở trên cái tai nghe đó. Thì đi theo đoàn cũng khá là thú vị, người đi trước người đi sau, và tôi thì thật sự là muốn đi solo mình, trước giờ quen và là chung mình cảm thấy hơi sợ dẫn đoàn thì sợ mọi người chê là chậm chậm quá, còn mình đi đằng sau á thì đi theo không kịp các bạn ơi. Phía trước này là bạn Tùng chạy chiếc CB 500X này, tiếp
theo bạn Vũ chạy cái GSX 150, rồi tới bạn Ròn chiếc Lugatti 800, rồi bạn Tuấn Anh CB650, rồi cũng đu theo là gần chết luôn. Đi theo mà không có đu theo á thì rớt lại. Các bạn mà xem nhiều video rồi, mình chạy phía sau đuôi mình từ từ nên mình bị rớt lại, chạy không có không thể theo nổi một người á. Các bạn thấy đường vắng không? Hôm nay là chiều thứ bảy ha, chiều thứ bảy chúng tôi sẽ đi ra cái nơi gọi là bãi biển nước ngọt. Vâng, các bạn nghe không lầm đâu, biển mà nước ngọt nha. Bật camera 360 lên quay chơi. Vâng, đây là cái góc nhìn của cái camera 360 này, nó quay được trước sau trái phải trên dưới luôn. Nhưng mà mình thôi edit nhanh, biên tập nhanh thì tôi chỉ lấy cái góc nhìn phía trước thôi, nhìn phía trước thôi. Thì cái camera này nhìn nó hơi ảo một chút, tại vì xét góc rộng á cho nên nhìn nó hơi nhanh, chứ đúng ra thì nó cũng không có trôi nhanh như vậy đâu. Đi theo đoàn thì đó, các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng không? Cái xe này này nó đâu có dài như vậy đâu, mà do cái camera mình xét cái góc nó rộng quá cho nên là hai bên đó, nó giãn ra. Vâng, bạn Tùng FDV bên trái nha, đi chiếc CB500X. Bạn Tùng là trưởng nhóm lo về điểm du lịch, nơi về điểm đến, rồi đi chợ nấu ăn và làm mọi thứ. Ui, bạn Tuấn Anh lướt nhanh. Bugatti các bạn ơi, chỉ GSX 150 thôi mà độ bộ xăng lửa chạy kinh khủng các bạn. Vâng, trời các bạn thấy thời tiết ha, thời tiết thì cũng không có được đẹp lắm, nó không có nắng, mà đi chơi coi phim chụp ảnh ấy, thì nắng càng to thì nó càng đẹp bạn ha. Vâng, lâu nay thì tôi chạy toàn là 70-80 thôi, và hôm nay đu theo cho nên là chạy cũng hơi nhanh. Thì các bạn thấy chuyện gì chưa, cái camera 360 ấy, mình gắn ở trên xe hơi bị rung ha, nó hơi bị rung, và cái đoạn này hơi chạy chậm rồi, chạy mà 100 á nó rung nó nhiễu cái camera. Đó, vâng, cái bảng bên phải là địa phận tỉnh Ninh Thuận đấy. Ban nãy là mình đang ở Khánh Hòa. Bây giờ đi vào cái Ninh Thuận rồi. Thì ở Ninh Thuận này thì nó có tới 7 cái điểm check-in, 8 gọi là 8 nàng tiên, là 8 cái điểm du lịch rất là đẹp, hoang sơ. Và đây sẽ là bãi biển nước ngọt này, sẽ là một cái điểm một trong 8 nàng tiên. Có người thì kêu là 8, có người kêu là 9. Tôi thì không rành khu vực này lắm. Đây là góc nhìn của cô Rò các bạn. Vâng, mình đi theo đoàn lo tập trung chạy nhanh cho nên là không có nói được nhiều. Thông thường thì tôi sẽ vừa đi vừa nói chuyện, mà khi mình chạy nhanh á thì mình lo tập trung lấy xe mình không có nói được, cho nên về nhà mình thuyết minh thôi. Vâng, đoạn đường bê tông. Cái tôi quay cái này là bằng cái con GoPro 11 các bạn ha, đó đeo vào cổ áo. Và thông thường tôi không có sử dụng micro, tôi không có dùng micro nói trực tiếp mà, cho nên tiếng có thể nó sẽ hơi nhỏ một chút và tiếng âm thanh môi trường nhiều hơn. Còn đây là cái đoạn mình về nhà mình thuyết minh lại, nó kể lại, gọi là kể chuyện lại đó. Đi chơi như vậy thì chúng tôi là hai vợ chồng cũng lớn tuổi và vẫn còn đi làm các bạn ơi, không phải là nghỉ hôn nha. Đó, năm nay mới 54 tuổi, vẫn còn đi làm thì nghỉ thứ bảy chủ nhật, nên tranh thủ đi chơi có 2 ngày thôi. Mà đi thì cái quãng đường các bạn thấy nó rất là xa, từ nhà tôi là 18 mà đi lên tới thành phố Cam Ranh, đó là tới mà đi cái đường, cái cung đường biển Ninh Thuận này này, nó dài tới 440 km, cho
nên là đi về là 850 cây á. Thì 2 ngày mà chạy 850 cây thì các bạn biết rằng là cái thời gian chạy xe rất là nhiều. Thì mình tới đây là khoảng độ 12 giờ trưa. Thì mình chơi được buổi chiều ở Cam Ranh. Đó, và bây giờ là xế chiều tối thì mình sẽ đi ra biển này để mình cắm trại á. Như vậy là mình chỉ chơi được một buổi chiều ha, một buổi tối, rồi sáng ngày mai thì tầm 9-10 giờ gì đó là mình sẽ lên xe máy này, mình sẽ về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì về đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ 8 giờ tối á, cho nên là cái tour đi nó gọi là hơi gấp gáp á. Thì mình cái quỹ thời gian mình chỉ có vậy thôi. Còn các bạn ở đây, các bạn trẻ ở đây thì đi 3 ngày là vâng, nhiều người làm công việc tự do á, cho nên là không có bị công ty ràng buộc về ngày nghỉ, cho nên là nghỉ thoải mái. Thì họ đi chơi 3 ngày, đi chơi 3 ngày thì nó thoải mái hơn. Còn tôi đi thì chỉ có 2 ngày quá, mình chỉ tranh thủ được 2 ngày thứ bảy nhật thôi. Và chủ yếu ô đi lố rồi, đi lố. Đó, thì lâu nay các bạn xem video thì thấy lúc trước tôi đi chiếc Winner á, cũng đi khắp miền Nam, thì cũng đi 2 ngày thứ bảy nhật. Vâng, cái cung đường ven biển này thật sự là quá đẹp. Tôi đi lúc trước đi được một lần, và hồi sáng này là đi một lượt là hai, và bây giờ đi ngược lại là lần thứ ba. Đi theo đoàn ấy, thì thường là cái xe là một chuyện, và cái kỹ năng của mình là một chuyện. Đó, mình phải duy trì được tốc độ nó bằng nhau thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu như mà mình đi mà đi trước họ đi nhanh quá, mà mình ráng mình đu theo á, xong rồi tới những cái đoạn xung quanh ấy, xử lý không được ấy, là rất là nguy hiểm. Vâng, tôi đi cái xe này thì nếu đi một mình thì nó còn tương đối dễ chịu, nhưng mình có chở bà xã đằng sau, chở người đằng sau, thì các bạn biết rằng đi ô tô mà chở người đằng sau là rất là khó khăn luôn, đặc biệt là những cái dòng Dodge, dòng Sport. Vâng, con Z 800 này là con Z 400 này là cái đuôi của nó giống như con Ninja 400, cái yên nó nhọc lên cao á, cho nên chở ngồi người ngồi đằng sau á, là chạy xe rất là khó. Và mình lại phải chở ba cái thùng nữa, cho nên nó rất là nặng. Vâng, đi lố rồi bạn. Vâng, cái điểm này gọi rằng là biển nước ngọt bạn ha, biển nước ngọt Ninh Thuận đó. Các bạn search trên Google thì sẽ thấy cái chữ biển nước ngọt Ninh Thuận. Mình cũng ít đi ngang đây cho nên không nhớ đường lắm, phải quay xuống này. Ở đây là cái đoạn đường đất, đường đất bây giờ họ mới đang cải tạo và mở rộng ra này, nó đang mở rộng ra, các bạn thấy không? Wow. Đất nó còn mới nguyên, chưa có cỏ cung gì hết, là họ đang mở rộng ra. Chứ lúc trước là một cái đường rất là nhỏ thôi và đất đá gồ ghề. Vâng, bên phải là bạn Tuấn Anh này, cái đường rất là nhỏ và đất đá rất là khó đi luôn. Và lúc trước rất là khó, còn bây giờ thì họ đang làm lại này, dễ hơn, dễ đi hơn. Đó, tuy nhiên hôm nay là trời nó không có mưa cho nên nó dễ đi, nhưng nếu như mà cái đường mà nó mưa mà trơn trượt ấy, là cái khó. Vâng, cái đoạn vừa rồi là cái gờ đó, cái con Z 400 này cái gầm nó rất là thấp, chỉ có 15 cm thôi, 15 là không tải á. Còn mình gắn 3 thùng và 2 người ngồi lên nữa là chắc nó còn từ 12-11 cm này, cho nên nó rất dễ bị cạ gầm luôn á. Tôi bị nhiều lần rồi, rất bực mình cái con này. Tôi chưa từng đi cái xe nào cái gầm nó thấp như con này. Đó, họ đang làm đường xi măng nữa. Đi vào, cái đoạn đi vào này thì cũng gần thôi, đâu đó khoảng 900 m các bạn. Đó, cái đoạn này cũng không có gì đẹp lắm, nhưng mà tôi quay để các bạn hình dung cái cung đường đi vào, để nếu các bạn đi xe ô tô phân khối lớn hay xe nhỏ hay là xe ô tô thì các bạn hình dung cái đường vào cũng khá là dễ dàng ha.
khá là dễ dàng. Đó, bên trái là bạn Rob chạy chiếc Ducati, nó chạy vào trong nó off-road chơi. Vâng, chiếc Z400 này tôi chạy cái đường đất trời mưa bị trượt bánh rồi bị ngã xe mấy lần rồi. Không ai có do cái lốp của nó trời. Nó không có phù hợp cho những cái cung đường đất đá và trượt trượt. Đó, bọn Tuấn Anh đứng lên chạy kìa. Chiếc CB650. Vâng, cái lốp của CB650 thì cũng là lốp trơn, không phù hợp lắm đâu. Là do đường hôm nay khô á, cho nên đi cũng ok thôi, không có vấn đề gì. Với lại cái quãng đường nó khá là ngắn và cũng không có dốc nhiều. Đó, và họ đang san lấp mặt bằng cho nên nó tương đối bằng phẳng, hơi bộ chút thôi. Đó, đây là cái cổng chào này, và các bạn dừng ở đây để mua vé. Lúc trước thì ở đây là miễn phí, khi họ chưa cải tạo á thì là miễn phí, còn bây giờ là mua vé vào là 50.000 đồng một người, 50.000 đồng một người, không phân biệt bạn đi bộ hay là đi xe ha, là hai người một xe như vậy, cái 50.000 đồng một người thôi. Đó. Vào đây thì trong này có chỗ để xe, yên tâm hơn, an ninh hơn. Còn lúc trước thì nó không có. Rồi có nhà vệ sinh các bạn ha, có nhà vệ sinh này, có phòng tắm này. Đó. Còn lúc trước ấy, là mình không có nhà vệ sinh đâu, và không có bãi tắm, không có nhà tắm. Còn bây giờ thì có. Đó. Ở đây là khá là hoang sơ. Đó. Nhưng mà cũng cần một chút nhà đầu tư vào để tiện cho các bạn đi check in, đi cắm trại tốt hơn. Đó, bãi gửi xe này. Đó, mình sẽ để xe ở đây. Nhưng hoang sơ quá thì nhiều người cũng sợ bạn. Đó, đây là bên trái là cái nhóm 5 cái lều. 5 cái lều của anh Tuấn. Đó là dịch vụ bạn ha. Bên phải đây cũng vậy này. Đó, 5 cái lều đỏ rồi 5 cái lều vàng xanh kia là của dịch vụ á. Rồi có ai đó bay live cam nhỉ. Đó, dịch vụ tức là ở Ninh Thuận này có một số các bạn làm dịch vụ. Wow, bạn Tùng muốn đưa xe để chở hàng vào vào tận bãi luôn. Bạn Tùng rất thích cái thể loại off-road này. Và quay slow một đoạn chơi. Đây là cái dòng suối các bạn ha, dòng suối nước ngọt nha. Suối nước ngọt từ trên núi chảy xuống ấy. Đó, một số các bạn thuê những cái thuyền, cái ván ca rắc để chèo để chơi. Cái xe ba gác kia là cái xe chở đồ ăn đồ uống của cái nhóm dịch vụ, họ chở tới họ đi thôi. Tuy nhiên đậu ở đó lâu quá thì nó cũng mất cái cảnh quan ha, nhìn nó cũng không được đẹp lắm. Bạn Tùng là chạy ra để chở ba cái thùng với lại đồ ăn đồ vào. Xe xuống nước biển là cũng là căng các bạn ha. Đó. Xoáy cát đã gần. Cát biển rồi nước biển nó vào xe là cũng là mau hư xe lắm. Nhưng mà đây là cái thú chơi cho nên là mình chấp nhận thôi. Mình chấp nhận cái hao mòn về xe để mình có được cái cảm giác chơi nó vui. Đó. Tốn tiền sửa chữa bảo dưỡng nhiều hơn. Nó thú vị. Còn mình giữ cái xe kỹ quá thì bền, đi được lâu, tốn được ít tiền nhưng mà không có được trải nghiệm nhiều. Thì cái gì nó cũng có giá của nó thôi. Oh, các bạn đừng rời khỏi màn hình nha. Đó. Bạn Tùng lát nữa là sẽ có chạy trên bãi cát này một đoạn khá là dài và ngã xe liên tục luôn. Vâng, đây xe bán tải. Cái này là của khách.
xe này là của khách online các bạn ha. Đó, họ đi ra đi vào để họ vận chuyển hàng hóa đấy. Bạn Tùng đang cõng bà xã quanh vào suối quá nặng luôn. Xe này bạn Tùng có đổ cái lốp rồi nhưng mà cũng không ăn thua. Ok các bạn, bây giờ 5 giờ chiều thứ bảy, nhóm chúng tôi 6 người 5 xe đã ra tới bãi này. Bãi gì Tùng ơi? Bãi nước ngọt. Ở một cái cạnh của Vịnh Cam Ranh các bạn ơi. Đây là 109 nàng tiên của Ninh Thuận. 109 nàng tiên của Ninh Thuận. Đó, phía ngoài này là biển này. Nhìn thẳng đây á là biển Đông. Còn mà xéo xéo bên đây á là Vịnh Cam Ranh. Chiều quá các bạn ơi. Tối nay sẽ ngủ lều với thịt nướng ở đây nha. Vâng, phía xa là suối nước ngọt. Suối nước ngọt các bạn. Cho nên là mình tắm suối đó là tắm nước ngọt nha. Đó, mình camping ở đây. Camping ở đây xong đó, mình mới ra ngoài này mình tắm biển nước mặn ngoài này này. Đó, ngoài này là biển nước mặn nha. Đó, dòng suối á, dòng suối là nó chảy ra ngoài này luôn. Dòng suối nó chảy ra biển. Mê chưa? Phía xa là chiếc 500X của anh Tùng này. Đi xa lầy rồi. Chiếc bán tải này. Quá chứ. Quá chiêu. Đó, đây là đồ đạc của nhóm chúng tôi đây. Đồ. Xe máy, xe mô tô thì đã để ở trong kia rồi. Đó, để trong này. Ok, mặc dù là trời đã sắp tối rồi nhưng mà tôi cũng cố gắng bay một đoạn live cam để các bạn cùng ngắm nhìn cái quang cảnh tuyệt đẹp ở đây. Đó, mình tranh thủ mình bay, tại vì mình lỡ ngày mai trời mưa hay là những cái trường hợp gì nó bất chắc xảy ra, mưa bão hay là gió mạnh quá không bay được. Cho nên mình cái gì mình làm được thì mình cứ tranh thủ mình làm trước. Cho nên cái quang cảnh bây giờ nó trời nó tắt nắng rồi, nó cũng chẳng có nắng để tắt nó, và trời sắp tối rồi, 5 giờ rưỡi rồi mà mình cũng ráng mình bay một đoạn các bạn ha. Con mini SE này nó trọng lượng nhỏ, siêu nhỏ, chỉ có 249 gram thôi, và chất lượng quay của nó chỉ được 2K7 thôi, nhưng mà cũng vừa đủ để cho mình đi du lịch. Các bạn thấy đẹp không? Phía xa là núi ha. Đó, thông thường các bạn đi tắm biển á, mà tắm ở Vũng Tàu hay Nha Trang á, thì các bạn chỉ được thưởng thức có hai cái thôi. Một là biển và hai là bãi cát. Bãi cát vàng á. Còn ở chỗ này các bạn để ý xem, các bạn sẽ có nhiều cái trò, nhiều cái để ngắm hơn. Biển là một này, trong xanh hơn. Hai là bãi cát, là cát trắng nha. Đó, và ba là có nhiều cái tảng đá này. Đó, nhiều cái tảng đá để các bạn đứng chụp hình tạo dáng nó đẹp hơn. Đó, thứ ba là những tảng đá. Và cái thứ bốn là các bạn thấy có những rặng cây không? Đó, mình có thể vào đó mình trốn nắng trong đó. Còn nhiều cái bãi biển khác là không có chỗ cho mình trốn nắng. Đó là cái thứ tư là cái rặng cây. Cái thứ năm là phía sau lưng các bạn sẽ thấy có núi. Đó. Và cái thứ sáu là có hồ nước ngọt, hay chính xác hơn là suối nước ngọt, suối từ trên nó chảy xuống ấy. Cho nên là mình tắm biển nước mặn xong là mình có thể ra đây mình tắm suối nước ngọt rất là thú vị, mà không phải chỗ nào cũng có. Đó, tắm suối ha. Đó. Phía xa là núi kìa. Khi các bạn chụp ảnh thì sau lưng nó là background là núi sẽ rất là đẹp. Đó, và bay live cam đó có nhiều cảnh để quay hơn. Vâng, phía xa là anh Tuấn ấy, đi với cái xe màu vàng nha. Đó là anh là dịch vụ. Nếu các bạn có nhu cầu tới đây cắm mà muốn đi theo đoàn 6 người, 8 người, 20-30 người thì anh sẽ lo hết, lo ăn uống ngủ lều, các bạn chỉ việc đi người không đến thôi. Ồ, cái cảnh từ trong này nhìn ra quá đã các bạn ơi. Đây là đã chuẩn bị cho bữa tối này mà. Đó,
bên đây cũng là cái nhóm dịch vụ luôn. Đó, có chiếc ô tô á, đó cũng là một anh làm dịch vụ đưa đón khách. Và khách có thể đi tự túc bằng xe tới đây hoặc là xe từ thành phố Hồ Chí Minh đưa đón. Đó, đây là cái nhóm cá nhân. Đó, và nhóm của chúng tôi ở đây. Đó, bãi cát trắng các bạn ha. Nó có nhiều cái thú vui hơn là một cái bãi biển bình thường. Đó, tôi đang đứng ở đây. VVSE bãi biển các bạn ơi. Bãi biển Suối Nước Ngọt ở Ninh Thuận. Ok các bạn, chúng tôi đã chọn được cái chỗ này và bây giờ mình sẽ dựng lều ở đây. Lều mình tự mang từ Sài Gòn ra, lều ở đây gió chiêu các bạn. Đó, xung quanh này. Đó, còn đây là cái lán của các anh em trong nhóm để ăn uống ở đây. Căng lều xong rồi các bạn ơi. Rộng quá, 4m2. Vâng, quay gần này thì các bạn sẽ thấy là cát trắng ha. Đó, thì cát trắng nó sẽ là màu trắng và nó mịn hơn, khá là thú vị. Ok. Đó, nhưng mà ở đây nó có đá nhiều nha, cho nên các bạn đi cẩn thận, cũng đạp lên đá rất đau. Vâng, đá thì đạp chân rất đau à. Tôi ra tắm biển các bạn ơi, lâu lắm rồi tắm biển. Thật sự thì tôi cũng không thích tắm biển lắm, mà mình làm vlog nên là mình quay vài cảnh để các bạn thấy cái bãi biển ở đây, nước nó trong xanh và nó cũng lài lài ha, không phải là nguy hiểm lắm đâu. Sâu đâu, xuống đây nhiều nơi đâu. Không phải là bãi tắm thì không tắm cũng được. Bãi tắm là nó phải có cát và nó phải lài lài cái độ sâu từ từ. Nhưng nếu mà nó cát quá thì mình sẽ vào đi tắm nước ngọt, bạn ơi. Tắm suối nước ngọt từ trên núi xuống. Nó gắt quá thì mình sẽ không tắm được, nó là rất là nguy hiểm. Vâng, đá ở chân hơi đau á. Đó, mình tắm biển xong thì mình sẽ ra cái suối này, hồ nước ngọt. Tôi nghĩ rằng là cái hồ này chắc là do có cải tạo cho nó to ra để giữ chữ nước ngọt nha. Có nếm thử rồi, nước từ trên suối nó chảy xuống. Vâng, bên đây là đang ăn uống mà, chiều quá. Hồ này nó cũng lài lài, nó cũng không có sâu lắm đâu, chỉ chỗ sâu nhất thì đi là ngang ngực thôi. Đó, khá là thú vị. Đó, lần đầu tiên thật ra thì tôi cũng đến một vài nơi như thế này rồi, ở bãi Môn, chỗ quán chú Mười đó, nhưng mà không có tắm. Đó, tính leo lên trên này chơi nhưng mà người mình nặng quá, đạp lên cái dây nó đau chân kinh khủng. Dây hả? Thôi trời sắp tối rồi. Vâng, tắm biển á thì nước rất là mát, còn nước suối này á thì lại rất là ấm, sướng lắm các bạn ơi. Nước sạch nha, nước trên núi nó chảy xuống một cái dòng suối dài, khá là dài. Đó, nước từ hai bên đỉnh núi rừng để chảy xuống tạo thành con suối nhỏ. Đó, chảy xuống đây rồi từ đây mới thoát ra biển. Núi rừng bao la. Hàng xóm kế bên. Vâng, bạn Tùng là đầu bếp chính. Tour nào cũng vậy, đi cắm trại ở Đà Lạt hay là bất cứ đâu thì bạn Tùng là người đầu bếp chính.
lo về lều trại rồi. Vâng, cái lều màu xanh là của tôi mới dựng lên rồi. Lều tôi mua cách đây 5-7 năm rồi. Lâu lâu mình đi chơi mang theo, chở theo từ thành phố Hồ Chí Minh ấy. Cho nên cái xe của mình chở đi nó hơi cồng kềnh một xíu. Nhưng mà mình không mang lều theo thì mình đâu có chỗ đâu mình ngủ. Đó, mà mình thuê dịch vụ thì nhiều khi có hay không. Rồi mình mang lều của mình thì nó thoải mái hơn. Đó, chill các bạn. Ở phía xa những cái nơi mà có căng đèn ấy, là của cái đèn đó là đèn của cái khu du lịch ở đây. Thật ra nói khu du lịch thì cũng hơi quá, nhưng mà họ cũng mới làm đây thôi, vài tháng này thôi. Đó, bà rọi nướng các bạn ha. Đó, bà rọi nướng. Đó, bạn Tùng này. Đó. Đó, tắm xong tôi vô đây nằm nghỉ xíu. Đó. Quang cảnh hoàng hôn xuống. Rất tiếc là chiều nay, vâng, cả ngày đấy không mặt trời, cho nên nó không có hoàng hôn luôn. Đó, rất là cảm ơn bạn Tùng. Rất là nhiệt tình trong cái vấn đề nấu nướng, chiên xào. Đó, phục vụ món ăn. Wow, thơm quá các bạn ơi. Đây à, lật mặt bên kia coi. Đó, trời, da heo nó giòn rụng luôn này. Đó, ba rọi ha. Nói chung là về chi phí ăn uống á, thì các bạn nhìn thì biết rồi. Các bạn muốn ăn gì thì ra siêu thị mua thôi. Ăn nhiều thì mua nhiều, ăn ít thì mua ít. Cho nên là giá tiền bao nhiêu thì tùy theo khả năng của mình ha. Đó, như trong trường hợp này là hình như là đâu đó mỗi người khoảng độ 120.000 hay sao á. 100 hay 120.000, có cả nước uống. Mình cũng ăn uống vừa phải thôi, chứ cũng không phải là xa xỉ gì. Đó. Đây là đang là luộc trứng. Đó, lực luộc trứng cút. Đó. Cho nên là từ hôm qua giờ các bạn thấy đi chơi thì chi phí như thế nào. Chỉ tốn tiền xăng này, rồi ăn sáng này. Ăn trưa thì ăn ở nhà Tuấn Anh rồi. Còn đi ăn tối này, đây là khô mực để ăn lai rai chơi. Đó thì chi phí bao nhiêu thì tùy túi tiền của mình thôi. Đó, mình muốn ăn sang thì mình ghé siêu thị mình mua sườn que, sườn nướng gì đó vân vân, xúc xích, lạp xưởng gì đó là mình nướng mình ăn. Than, củi. Than mình mua đem theo các bạn ha. Mua chừng 4 kg, 5 kg được rồi. Ngồi chơi, hóng gió biển rồi ăn uống. Đó, mang rượu đồ theo, bia, ngọt, vân. Đó, rồi nhạc, vâng. Cái đoạn này là các anh em có mở nhạc, có mang loa JBL theo mở nhạc, nó không khí nó sập sình, nó vui lắm. Rồi cười nói rôm rã, nhưng mà cái nhạc mới dính bản quyền quá. Cho nên là tôi phải tắt âm thanh đi. Cho nên các bạn chỉ nghe cái tiếng tôi nói thôi, tôi thuyết minh lại thôi. Chứ lúc ở đó thì gió biển nó ồn ào lắm, gió biển nó mạnh, nó vù vù. Rồi nhạc ở những cái loa của anh em mở, rồi nhạc của bên trái bên phải, những cái loa kẹo kéo á, nó dính bản quyền. Cho nên là nó ồn ào lắm, không có nói gì được nhiều. Đó, đây là gà, đó cánh gà. Cánh gà. Đó, rượu này. Rượu Hàn Quốc à. Chu su. Ô, biểu diễn các bạn. Đó, bánh củi chỏ vô là bật nắp ra. Đó, thì nếu các bạn đi theo dịch vụ á, thì tùy theo cái gói của mình là bao nhiêu, thì sẽ có lửa trại này. Đó, rồi sẽ có lửa trại, rồi có chơi ngoài bãi biển. Tôi có hỏi giá của mấy anh thì của đây thì đâu đó là khoảng 800-900 ngàn đó, cho một người. Vậy là để đến đi chơi thì các bạn có thể có nhiều cách ha. Cách thứ nhất là giống như chúng tôi đi xe máy tới, tự mua đồ ăn tới ăn uống và đặt mua vé 50 ngàn hoặc cộng rồi xong, và mang lều theo tự ngủ. Cách thứ hai là các bạn thuê dịch vụ đặt hàng họ, là tôi có 10 người, 20 người. Rồi các bạn tự đi xe ô tô hoặc đi xe máy tới, họ sẽ lo ăn uống, họ dựng lều cho mình.
rồi sáng ăn sáng xong 9 giờ giải tán. Đó, còn cách thứ ba là các bạn có thể mua vé ngay tại Sài Gòn. Đó, họ có công ty ở văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, mua vé có xe đưa đón mình luôn, chở mình đi rồi cam bình cắm trại ăn uống rồi trở về. Đó, có nhiều gói, bao nhiêu tiền đó, 800-900 ngàn một người ngủ đêm ở đây, rồi đón bình minh, đón hoàng hôn, sáng thì đón bình minh, vân vân. Ok, đây là 5 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau. Vâng, trời 5 giờ rưỡi thì đã sáng lắm rồi. Đó, nhưng mà vẫn không mặt trời nha. Đó, rất tiếc là không có bình minh. Và hôm qua thì mệt quá, mình chạy xe tính ra là 450 cây rồi đi ngược lên gần 500 cây số, một ngày chạy gần 500 cây số, nên tôi đi cũng sớm. Hello các bạn, bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng. Ngoài sau lưng kia là biển, mới ngủ dậy các bạn ơi. Đó, các anh em còn đang ngủ ở đây. Đâu đó là 10 giờ đêm mà tôi đi ngủ à. Thì nên sáng 5 giờ mới dậy này. Đó, đây là quang cảnh ban ngày này. Đó, lúc này thì trời đã sáng rồi. Đó, chất lượng hình ảnh tốt hơn. Tôi quay thêm một đoạn để các bạn dễ hình dung nơi đây nó như thế nào. Thời tiết thì hiện tại bây giờ ở miền Nam thì khá là nóng, cho nên đi chơi mình cũng không cần phải mang nhiều quần áo đâu. Đó, cảnh ở phía xa là mọi người đang dọn dẹp. Và đây là cái suối này các bạn, suối nước ngọt từ trên núi chảy xuống ha. Đó, những tảng đá này. Mình quay phim, chụp ảnh, quay TikTok, làm vlog hay là chụp ảnh gì đó thì nó có cái dòng suối, nó có những tảng đá, mình chụp ảnh đồ nó dễ hơn, dễ tạo dáng và dễ chụp ảnh hơn là mình đi chơi những cái bãi biển khác. Nó chỉ là cái bãi cát thôi, chứ nó không có cái gì để mình tựa vào hết. Đó, suối này khá là trong, nước từ trên núi chảy xuống mà nó chảy ra biển, thì người ta gọi đây là bãi biển nước ngọt là lý do đó. Vâng, đây là rêu đây. Tôi đã từng đi những cái bãi rêu, bãi rớ rồi. Đó, các bạn có thể tìm những cái video tôi đi bãi rêu. Thì đây chỉ là một cái đoạn ngắn thôi, một vài tảng đá nó có rêu. Rất là xanh, rất là đẹp. Nó còn ở những bãi rêu thì nó đầy nghẹt hết luôn. Còn đây nó chỉ có một đoạn ngắn thôi. Rất trơn các bạn ha, mình đừng có đứng lên. Cái thứ nhất là trơn trượt, cái thứ hai là mình đạp lên thì nó sẽ hỏng, nó sẽ chết đấy, rêu nó sẽ chết. Đó, ở đây các bạn thấy không, yên tĩnh và chill hơn, chill hơn. Mình bắt ghế ra hoặc là mình nằm chơi đây nó sẽ chill hơn là mình đi những bãi biển bình thường ở Nha Trang, Vũng Tàu. Nha Trang, Vũng Tàu mình tắm biển mà ngay sau lưng mình là cái đường đại lộ, xe ô tô, người đi lại bấm còi âm ỉ bên trên, rất là ồn. Nó thật sự là không có cảm giác chill, chill. Nhưng còn ở đây thì nó rất là tĩnh lặng. Hôm nay chúng tôi đi là có hai cái nhóm dịch vụ, cho nên là nó mới đông như thế kia. Chứ nếu như bình thường mà không có là nó hoang sơ luôn, là không có ai luôn. Có thì đông vui, chụp hình nó đẹp, nó hoành tráng. Còn nếu mà không có thì nó lại lãng mạn theo cái kiểu khác bạn ha. Đó, mỗi cái nó có cái riêng của nó. Đó, núi này, núi ngay sau lưng luôn. Vâng, đây là xe, chiếc CB500X bạn Tùng này. Đó, mới thay cái bộ lốp off-road. Lốp này là đâu 12 triệu một cặp à. Chuyên chạy đường xấu chứ không phải đường cát nha. Còn vô đây thì hơi lố. Đó,
Vâng, đang bay flycam. Bay flycam để ngắm cảnh. Mình ba, mình ba. Còn Mavic 3. Mavic 3 ha. Ồ, một bạn đang trèo xuồng. Cái xuồng này gọi là cái gì ta? Mình quên mất tên rồi. Các bạn thấy chill không? Lãng mạn không? Y như là trong phim tàu quá ha. Đó, mình quay cận cận lại một chút, đừng có quay rộng quá là như phim tàu. Rất là chill luôn. Và cái lều màu xanh là của tôi, hai vợ chồng của tôi. Đó. Cát trắng. Rất đẹp. Vâng, mặt trời này. 8, 9 giờ sáng rồi mà mặt trời như thế này này, các bạn nhìn chán không? Cho nên đi chơi là rất là đẹp xấu, nó còn lệ thuộc vào thời tiết đó các bạn ha. Cho dù cái quang cảnh ở đó có đẹp cỡ nào mà thời tiết nó xấu thì chụp ảnh với phim nó cũng sẽ bị xấu theo. Đó, vâng, nhưng mà ở cái địa điểm này, cái bãi nước ngọt này là tôi thấy là đẹp rồi. Đẹp. Ok, giới thiệu các bạn, đây là gương bạn tốt, cóc bạn đến trường, cóc bạn đi học, lội suối. Vâng, đây là xe của anh Tuấn này. Đó, anh Tuấn mặc bộ đồ, mặc cao thông màu đen đó. Đó là chủ của cái dịch vụ này. Dịch vụ tên là gì đây? Go Cam Chiu. Nó có số điện thoại kìa. Đó, cắm trại Phan Rang Ninh Thuận ha. Đó, có số điện thoại, có Facebook kìa. Nếu các bạn mà thích cắm trại theo kiểu này thì hãy liên hệ số điện thoại này để liên hệ với anh Tuấn ha. Đó, mình sẽ ra kèo coi mình sẽ chọn cái gói dịch vụ nào thì anh sẽ báo giá rồi mình sẽ chốt thôi. Vâng, chúng tôi pha cà phê uống rồi. Mình không có pha cà phê phim theo một số dạng VIP. Đó, mình chơi mấy cái miếng liền cho nó nhanh. Đó, rồi bạn trái là bạn Tùng, bạn phải là Vũ. Nhóm anh em chúng tôi là chơi FPV và bay Leica, chơi nên 5-7 năm rồi. Và bây giờ kinh nghiệm cũng khá là dày. Đó, nên là nếu như các bạn có nhu cầu về quay Leica, quay những cái dịch vụ FPV, đó lượn lách đánh bóng, đó cảnh hành động, đó, thì liên lạc với tôi sẽ giới thiệu nhóm FPV chuyên nghiệp của chúng tôi cho các bạn. Vâng, và lại một lần nữa, tôi bay con Mini SE. Vâng, lý do tại sao tôi thích con Mini SE, tại vì nó rẻ tiền, chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Đó, nếu bay mất thì cũng không có tiếc lắm. Còn những con khác thì nó tới 20-30 triệu lận. Đó, và chất lượng của nó vừa đủ. Mình cũng chơi vlog, và nếu cần biên tập bên điện thoại thì vẫn biên tập được. Đó, màu sắc và độ nét các bạn thấy không? Khá là ok ha. Cái thứ hai là nó nhỏ gọn, nó không gây tiếng ồn, không gây chú ý nhiều. Bay rất là êm, nhỏ, 249 gram mà. Đó, núi kìa. Đó, nước ở trên suối từ trên núi nó chảy xuống các bạn. Vâng, các bạn nhìn thấy cái đường nhựa không? Cái đường nó là cái cung đường ven biển đó. Đấy, nước xanh này. Rất đẹp, rất lãng mạn. Ở đây là hình như đang xây dựng một cái resort à. Nhìn thì giống như đang xây dựng. Tôi không rành khu vực này lắm á. Vâng, còn chiếc cano kìa. Đó, phía xa sau làn sương. Ở phía xa bên trái các bạn, đó là đảo Bình Ba đó bạn. Vâng, đảo Bình Ba danh tiếng ấy. Đó. Đó, còn đây. Đây, cái đảo này đây, cái đảo phía trước mặt đó là đảo Bình Hưng bạn ha. Đó, đảo Bình Hưng. Nó rất là gần thôi, khoảng độ 2 cây số thôi. Còn đảo Bình Ba là cách khoảng độ 5-6 cây số từ vị trí tôi đang đứng. Đó, đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng.
là cái view mình nhìn ra là như vậy. Đó, các bạn thấy không? Đường nó, đường biển nó lồi lõm, cho nên thỉnh thoảng có những cái chỗ lõm vào, đó là cái bãi cát trắng ấy, rất đẹp. Các bạn nhìn thấy có cái xưởng tôn màu xanh lá cây không? Vâng, cái đó là một cái xưởng đúc bê tông họ dựng lên tạm thời để họ sản xuất những cái dụng cụ ngăn biển để phục vụ cho cái dịch vụ thôi. Sau khi mà làm xong cái công trình thì họ sẽ dọn đi thôi, chứ không phải là cái xưởng nó nằm ở đó. Đó là cái nhà tiền chế. Lúc trước thì nó không có cái nhà đó thì nó chill hơn. Đây, phía trước này là cái chỗ ban nãy tôi tắm, là cái này này là cái hồ nước ngọt, tôi gọi là cái hồ đi ha, tại vì nó khá là to đó, mình bơi mỏi luôn cũng không tới cả 100 mét. Đây là suối này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đường hình chữ S không? Đó, nếu mà các bạn có sức dắt nhau đi bộ đi ngược lên trên này là một cái dòng suối, nước rất là trong và mát, tại vì hai bên suối là có cây ấy, cây cối. Đó. Quá đẹp. Rừng núi bao la. Ninh Thuận các bạn ha. Ninh Thuận đây là cách thành phố Cam Ranh khoảng độ 40 km ấy. Đó, cái dòng suối này. Mình mà lội đi có sức đi bộ thì đi ngược lên thì cũng rất là đẹp. Đó, có rất nhiều điểm để mà mình nằm nghỉ ngơi hoặc là tránh nắng rồi chụp ảnh vân vân. Nếu mà các bạn có ý định ở lại đây 2-3 ngày thì mình sẽ đi chơi được nhiều hơn. Đó, còn chúng tôi thì 5 giờ chiều mới tới đây. Đó, lo dựng trại này kia là trời tối rồi. Sáng dậy thì lo ăn uống chơi bay lay cam. 9 giờ, 10 giờ là chúng tôi sẽ nắng lên cao, là chúng tôi sẽ rút về lại thành phố Hồ Chí Minh cho kịp giờ. Đó, 8 giờ tối về tới nhà rồi mai còn đi làm nữa. Tức là cái tour này là mình đi chơi chỉ có 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Mà cái hành trình thì rất là dài ha. Đi về là 850 km. Đấy, suối nó chảy xuống đây. Ở đây không biết là có can thiệp không, mà thành một cái hồ. Một cái hồ nhỏ nhỏ. Đó, mình tắm. Đó, những cái lều này. Đó, cái lều màu xanh ở bên dưới là của tôi. Đó, một cái bãi biển rất là chill luôn. Ở phía xa thì mình không thấy sóng, biển rất là lặng, nhưng mà ở trong bờ đó thì vẫn có sóng. Vẫn chơi, vẫn nhảy sóng được. Vâng, cái lều màu xanh của tôi các bạn ơi, cái lều màu xanh. Quá đẹp. Đó, đây là những cái lều mà ngay hàng thẳng lối này được sắp xếp ấy, là lều dịch vụ bạn ha. Đó. Họ cắm lều sẵn cho mình. Mình tới đó đi theo đoàn ấy. Đó, ví dụ như 2 người một lều, 3 người một lều tùy theo. Dịch vụ họ sẽ lo cho mình mọi thứ hết, mình chỉ việc lê mông tới thôi. Đó, còn phía bên phải này này cũng có một vài cái lều, thì cái lều này là tôi nghĩ rằng là của ở đây, của cái nhà màu vàng bên phải đó, họ đang xây dựng đấy, họ cho thuê. Tức là những ai không có lều thì tới đó thuê. Đó, đã ghê không? Mình mà bơi hết chỗ này thôi là nó cũng đã rồi này. Đó,
chui vào trong này là đi ngược lên, lên thượng nguồn ở bên trên. Nó lên thượng nguồn. Vâng, có mấy cái dây điện các bạn. Thượng nguồn ở trên này. Vâng, quang cảnh nó rất là yên bình. Trời thì nó không có nắng, phong cảnh nó không được đẹp lắm, nhưng mà nó lại là mát mẻ. Còn nếu như nó có nắng á thì cũng mệt lắm á. Nắng là mình không có chỗ mình trú, mình cứ phải chui vào gốc cây mình ngồi thì mình không đi chơi đâu được. Đó, còn trời nó cứ mát mát râm râm như này á, chụp ảnh quay phim có thể nó không được đẹp đó, nhưng mà nó lại mát mẻ dễ chịu, mình ngồi chơi được suốt ngày ở đây. Đây họ có làm mấy cái đạo cụ, mấy cái dụng cụ để chơi này, leo trèo rồi. Đó, bây giờ là 9 giờ sáng rồi. Ở bên đây Tuấn là một số người, khoảng 3 người đi phục vụ. Đó, thì cái nhóm khách đã về rồi. Bây giờ là họ đang dọn dẹp. Dọn dẹp, gom đồ, kết thúc một cái tour. Đó, vậy là cái tour đó là tour các anh em đi tự túc ấy. Tự đi xe tới ăn uống rồi tự đi xe về. Đây, đây. Trời mát, chúng tôi đang ngồi ở đây. Các bạn nhìn thấy tôi không? Một buổi sáng chủ nhật nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái. Vâng, phía xa là có chiếc phà, có chiếc tàu chở khách đi Bình Ba đó. Tôi đoán rồi đó, phía xa xa là đảo Bình Ba các bạn ha. Vâng, đây là con quad vi sinh của Vũ, quad Nam Minh, cổng Goro 10 nách. Đó, còn đây là con DJI Flash này, con bay FPV. Đó, đạo cụ, dụng cụ, kính này, đó, đồ chơi của các anh em. Chúng tôi có nhận quay flycam và bay FPV các bạn ha. Nếu các bạn đi theo nhóm, đi du lịch, đi chơi mà cần quay phim, cần bay flycam, quad racing, đó thì liên hệ chúng tôi. Đó, chúng tôi đi theo và quay phim, quay FPV phục vụ các bạn. Vâng, ăn sáng các bạn ơi. Đó, ăn mì gói thôi. Đó, nếu các bạn thích ăn ngon hơn thì ngày hôm qua mình mua thêm vài cây xúc xích hoặc là chả rồi thịt nguội gì vân vân. Đó thì tùy theo gu và túi tiền các bạn ha. Ăn uống mà vào siêu thị mua toàn ăn đồ siêu thị không, đó mua về rồi tự ăn uống thôi, cho nên là ngon dở hay là bao nhiêu tiền thì các bạn tự biết rồi. Các bạn lưu ý là mình đi cắm trại mà tự túc như thế này thì nên tôn trọng ha, tức là mình mang cái gì tới thì nên mang cái đó về, từ một cái bịch ni lông đó, từ một cọng dây thun đó, mình gom rác mình đem về, mình trả lại cái bãi cát như nguyên thủy lúc mình đến nè. Đó, chúng tôi bạn Tùng là một trong những thành viên trong nhóm leo núi ngày xưa, cho nên rất là chuyên nghiệp trong những cái chuyện này. Mình tuyệt đối không bao giờ xả rác các bạn nha. Ăn uống xong, bày xong là mình tự gom lại bỏ bịch. Uống cà phê từ trên núi mà chúng tôi còn cõng rác xuống mà. Cái xe để suốt đêm ở đây này.
cát ở đây nó rất là mềm, cho nên là lún là chuyện bình thường luôn. Đó, các bạn nhìn thấy cái lốp gai không? Đó, lốp này lốp bán địa hình nha, nó không phải lốp gai như cào cào đâu, mà lốp bán địa hình thôi. Lốp này là cái hiệu gì đó tôi quên mất rồi, 12 triệu đồng một cặp á. Nó dùng cho xe BMW GS á. Tùng chơi gặp lốp cho vào để đi cho nó phê. Nhưng mà chơi ở hơi cát này, chạy trong cát này thì cũng hơi lố, hơi quá chức năng của nó, nó không phải là cái lốp để chạy cát. Em đứng xích ra, nó mang cát vào người kìa. Đứng lên Tùng ơi! Đứng lên! Vâng, chơi xe thì có nhiều dạng chơi. Từ xe nhỏ, những cái dòng Underbore, Winner, Exciter, Rider Sachia vân vân. Chơi xe nhỏ hay là xe phân khối lớn hay là xe ADV hay là xe tay ga gì nữa thì mỗi người chơi có cái kiểu chơi khác nhau. Đó, ở đây thì bạn Tùng thích chiếc CB500X này, dòng ADV. ADV chứ em không đủ mới chơi. Đó, để có thể chở người. Có thể chở người và chở thùng vân vân. Đó, và cũng có thể chạy được những cái cung đường xấu một chút xíu. Đó, và cái thú vui là mình chơi xe thì có người chơi xe dạng cà phê, chơi xe kiển khác. Nhiều bạn thấy tôi chạy xe chiếc Z100 cũng bị ngã xe 2-3 lần, hoặc là thấy bạn Tùng chơi bị ngã xe này thì cười. Không, thật ra thì chẳng có gì buồn cười, mỗi người có cách chơi thôi. Anh chơi cà phê thì anh để trưng bày nó khác, còn mình chơi để mình hưởng thụ nó khác. Cái xe nó chỉ là cái vật dụng để phục vụ cho cái nhu cầu của mình và cái sở thích của mình thôi. Cho nên là tùy theo ý thích mỗi người. Mình thích thì mình chơi. Và đương nhiên là mình chơi như thế này thì đường cát các bạn, chuyện ngã xe, tôi dùng từ đây là ngã xe chứ không phải là tai nạn đấy các bạn. Tai nạn là khác nha. Đây là ngã xe thì mình đã biết trước rồi. Mình leo lên mình chạy là mình đã biết chuyện gì nó xảy ra rồi. Đường cát, đường trơn thì chuyện ngã xe hoặc đổ nhẹ như vậy là chuyện bình thường. Rất là bình thường. Vấn đề ở chỗ là mình có tiền mình chơi không đâu. Mình có tiền thì nó ngã, ví dụ như nhẹ thì nó gãy cái nó cong cái cần số, nó cong cái tay côn tay thắng, nặng nó cong cái ghi đông, nhẹ nặng hơn thì nó gãy cái tay thắng, gãy đồ để chân vân vân. Còn cái nặng hơn thì nó đã có cái bảo vệ rồi, xe này có gắn bảo vệ, khung bảo vệ chống đổ phía sau rồi. Còn cái chuyện chảy chụa xước thì tôi bỏ đi các bạn ha. Mình chơi đã chơi tới cái dòng xe ADV rồi thì hầu như là càng chảy xước càng đẹp luôn. Đó là quan điểm của mỗi người. Đó, các bạn thấy không? Mình phải coi một cái video clip dài như vậy thì mình mới hiểu được là chủ xe nó muốn cái gì. Chứ nhiều người chỉ chụp một tấm ảnh hoặc là quay một đoạn ngắn rồi nói này nói kia thì nó không có đúng các bạn ạ. Mình chơi mà. Còn ai kỹ thì cứ bỏ xe ở trên bờ. Đã. Tôi cũng muốn chạy trên này lắm nhưng mà cái lốp của
Còn Z400 nó thật sự là nó không thể chạy được. Nó phải cái lốp nó có chút xíu gai. Chứ còn cái lốp xe dòng Nách, cái dòng Sport, cái lốp dân đùi đây nó có chạy được. Xe này là chạy còn ngã lên ngã xuống mà chơi. Mình cũng cần một chút kỹ năng nhanh nhẹn các bạn ha. Chứ nó không, nó đè vô chân, gãy chân á, hoặc là té gãy tay á. Wow, về quá các bạn ơi. Ai kìa, các bạn nãy giờ không biết có để ý, có thấy có cái con quad racing nó bay theo không? Đó, con quad racing nó bay theo á. Đó, con này này. Đó, con này là Vũ nhỉ. Vũ bay quad racing là thôi hết bài. Đó, bay cine, bay biểu diễn là freestyle là thôi hết bài luôn. Chuyên nhận dịch vụ bay. Quá hài, quá là hài hước Tùng ơi. Đó, đi xe này. Đó, mình không có cái bảo vệ tay thắng nó là nó ngã là có khả năng nó gãy tay thắng hoặc gãy tay côn là mình không biết sao mà chạy về luôn á. Cho nên xe phải full bảo vệ ha, bảo vệ gầm này. Thì nó sẽ giảm thiểu những cái hư hỏng lặt vặt để mà mình chơi. Nói chung là dòng ADV là như vậy, lội suối, lội suối chạy trên cát chơi, rồi về nhà mình phải vệ sinh sên đồ các kiểu. Nói chung là chơi cái gì cũng vậy, rất là tốn kém, rất là tốn kém. Còn nếu như mà các bạn không thích thì thôi cứ lên xe giường nằm ngủ giấc ở chợ đến nơi các bạn ha. Đang quay, đang quay. Sau khi ăn sáng, uống cà phê, chạy xe, bay lên cam, bay quát, chụp ảnh chụp in xong thì ăn sáng rồi xong thì tôi đi tắm suối. Đó, nước ấm và nước ngọt ha. Các bạn lưu ý ở đây có phòng tắm nha và có nhà vệ sinh luôn, cho nên là nhiều bạn cứ hỏi đi những chỗ này là vệ sinh thì sao thì tùy chỗ, như những chỗ này là có này. Đó, nhưng mà mình tắm suối này cũng đủ rồi, không cần phải vào nhà vệ sinh. Đó, tắm suối xong sạch sẽ rồi thay quần áo rồi lên xe đi về. Đó, chặng đường về của mình còn xa lắm, xa luôn. Vâng, buổi sáng thì nước nó xuống nên là chỗ này nó hơi cạn, nước nó chỉ tới đầu gối á. Đó, mình nhảy xuống không khéo là nó đau chân lắm. Nhưng nếu mà nước nó sâu á thì dễ. Đó, thì nếu như tôi nhảy thì tôi sẽ nhảy theo kiểu là mình cho rớt bông với lưng xuống để nó tản cái lực ra. Vâng, đây là nhà vệ sinh này. Đó, nhà vệ sinh có bồn cầu luôn nha. Đó, có phòng tắm, có nước. Đây là hành lý của tôi, một cái thùng quần áo, cái túi dụng cụ lai cam, rồi bộ lều vậy thôi. Hello, chào các bạn, buổi sáng vui vẻ các bạn ơi. Vâng, bây giờ là 9 giờ sáng chủ nhật.
chúng tôi đã cà phê ăn sáng rồi bay Lycam vân vân. Bây giờ nắng lên rồi và mình dọn lều để trở về thành phố Hồ Chí Minh. Trở về với những loa tang thường nhật. Vâng, quãng đường chỉ khoảng 400 km thôi. Go. Yeah. Yeah. Yeah thôi. Let's go. Vâng, đây là con Kawasaki Z400 này. Đó, gắn 3 thùng EV. 2 thùng hai bên và một cái thùng tốp 43 lít. Đó, 2 thùng hai bên này. Bên đây là tấm bạt. Bên đây là cái lều. Và phía trước là một cái túi dán bình xăng. Túi dán bình xăng. Hai nón. Các đồ ét. Vâng, hai con các đồ, một con dòng S, một con dòng Spirit giá rẻ. Đó, các bạn thấy không? Đi chơi cũng cực khổ. Chở đồ kênh còn kênh nha. Đó, okay. Đây là cái xe của một nhóm xe một khác. Đó, nhóm này tên là Vô Ca Binh. Đây, xe của bạn Tùng đây. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Sau khi dọn lều, dọn dẹp sạch rác ha. Các bạn nhìn cái bãi bên kia, sạch trống trở lại như là ban đầu. Mình dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cái không gian, cái môi trường để cho những cái nhóm sau họ tới, không bỏ lại một cái bịch ni lông hay một cái ly nhựa nào nha. Đây là bạn Rom này, chạy chiếc Ducati Kemler. Đó, cái dòng Kemler chạy bán địa hình, lốp gai này. Lốp bán địa hình và lốp gai rất phù hợp cho những cái đoạn như thế này. Ok, bye bye. Bye bye suối nước ngọt ở Ninh Thuận. Hẹn ngày gặp lại. Dạ, chào anh, cảm ơn anh. Lên em ơi. Ok các bạn, đúng 10 giờ sáng thì chúng tôi xuất phát về lại thành phố Hồ Chí Minh. Đây, đồng hồ ở đây. Ba xe, bốn xe kia đã đi ra trước rồi. Nên ra là không có gì để quay ở phía trước. Vâng, đường này đường đất. Nó cũng tương đối là bằng phẳng và hơi dốc nhẹ thôi. Xe chở hai người, mô tô chở hai người, ba thùng thì vẫn lên bình thường. Thế nào? Ủa sao đi vô rừng luôn hả? Vô được không? À, xe thì khó hơn chứ. À, chúng tôi rẽ qua đây để check in tí xíu thôi. Rồi lát mình quành ra. Check in cái gì ở đây ta? Đèn đèn ơi. Vâng. Vâng, trước khi ra về thì chúng tôi ra đây xếp xe, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm. Chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ở bãi biển rồi, nước ngọt. Ok, này. Bye bye nào, bye bye nữa rồi. Rồi sau đó sẽ lên đường về. Về lại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng tôi đã lên đường về thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Video phần 2 cắm trại camping ở bãi nước ngọt đến đây là hết. Mời các bạn đón xem tiếp video phần 3. Video phần 3 là chặng đường từ đây, từ bãi nước ngọt Ninh Thuận này về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và điều đặc biệt rất là thú vị là từ Phan Thiết ha. Từ Phan Thiết chúng tôi sẽ đi cao tốc
Vâng, các bạn nghe không nhầm đâu. Xe mô tô đi trên cao tốc. Cao tốc này là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đó, sắp khánh thành các bạn ạ. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây dài khoảng 99 km các bạn ạ. Thay vì mình đi quốc lộ 1A thì mình đi cao tốc. Đương nhiên cao tốc này là phải đến 30 tháng 4 này. Nghe nói 30 tháng 4 này mới khánh thành và cho thông xe. Đó, hôm rồi là mới chỉ thông xe kỹ thuật thôi. Đó, nhưng mà do chưa khánh thành cho nên là mình có thể đi vào trải nghiệm một chút xíu. Các bạn nhớ đón xem video phần 3 nha. Phần 3 chúng tôi, nhóm chúng tôi sẽ đi từ Phan Thiết về ngã ba Dầu Dây, đi trên cao tốc. Đi trên cao tốc rất là phê. Đó, mai mốt thì mình sẽ không được đi trên đó đâu. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.